không chơi gì. Con đứng nghe bờ hồ con mới thấy chứ. Ba hồ tôi là bác hồ ở Nhật Bản không? Ừ. Cái nhà bác hồ ở, bác hồ làm việc. Nghỉ ngơi. Người ta không có cho đi vô. Không đi đó lại. Cao quá không? Cây vú sữa của bác chồng đó. Đấy nhà bác hồ nhỏ quá mà gánh một cái lượng khách quá đông. Mình xếp hàng đi. Bữa nay thứ bảy. Ta có mỏi chân quá. Thôi mỏi chân thì chịu thôi. Ở đây thì tự đi đi con. Đuôi chân đi. Không có được. Không. Long. Ở đây không quay. Trên trắng thì có thể. Đúng. Đông người quá. Bà nội lo đi, bà nội đi, bà nội lo đi xếp cá mua không à? Cá mày kìa. Không có miếng đi. Không có miếng. Bà không đi. Ủa tại sao con chết?